Sao Hỏa và bí mật chết chóc ít người biết. Nhiều người lo lắng về việc đưa vật thể từ trái đất lên sao Hỏa có thể làm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của trường đại học Edinburgh cho thấy bề mặt của sao Hỏa vô cùng chết chóc, cơ bản sẽ không cho phép bất kỳ tế bào nào tồn tại. Nguyên nhân là do hợp chất perchlorate có thể khiến các vi khuẩn bị tiêu diệt nhanh chóng. Hợp chất này xuất hiện vô cùng dồi dào trên sao Hỏa. Trước đó, các nhà khoa học cho rằng perchlorate chỉ được kích hoạt khi có nhiệt và sao Hỏa lại rất lạnh nên điều này không thể xảy ra. Nhưng khi mô phỏng trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu thấy rằng chỉ cần có ánh sáng mặt trời, các perchlorate được kích hoạt và các tế bào xung quanh sẽ chết chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy bề mặt của sao Hỏa thậm chí còn độc hại hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Thậm chí có rất nhiều thứ trong môi trường của sao Hỏa có thể gây chết người. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.